Chính Audio xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác cái con Amply Botea 55 nha các bác nhé. Con này thì thực tế ở trên kênh em cũng đã có rất nhiều rồi, nhưng mà cũng khá lâu rồi em mới về được con TA 55 và có luôn cả điều khiển luôn nha các bác nhé. Đó, thì là em sẽ quay cái ngoại hình bên ngoài cho các bác. Nắp em sẽ ghép con này với con 101 để cho các bác có thể cảm nhận được cái chất âm khi mà ghép bộ combo này với nhau nha các bác nhé. Đây là mặt trước của nó đấy ạ. Mặt này có phay nhôm. Đây, thông tin đấy, Bo Amply TA55 có hai cổng input 1 và 2, hai cổng nhạc vào 1 và 2. Đây là cái nút nguồn ạ, cái mắt để nhận cái điều khiển, để nhận điều khiển. Nút chuyển kênh 1, 2 và cái volume. Khi mà các bác bấm tăng nhôm giảm tiếng ở trên này thì là ở trên volume này nó cũng sẽ tăng giảm tiếng nha các bác nhé. Đấy là mặt ạ. Đây là phía bên hồi ạ. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Đây là phía bên hồi còn lại. Đây là mặt ở phía bên trên. Mặt phía bên trên thì thực tế thì ở chỗ này có một cái vết xước. Đây vết xước này, đây vết xước này. Và ở đây nha các bác nhé. Đấy, hàng thực tế em quay rất là rõ để cho các bác xem, thì bác nào ưng thì các bác chốt. Giờ thì để vậy cho nó rõ ràng, đỡ mất thời gian của nhau nhiều các bạn. Đó, đấy là về ấy, em sẽ quay ở phía sau. Đấy là em quay ở đây mặt bên dưới nha các bác nhé. Đây mặt bên dưới đây, nó có mấy cái núm cao su với lại chân này thôi. Đó, không chỉ có vậy đấy ạ. Và đây là phía mặt sau. Con này thì lại chơi được khá là nhiều các chức năng nha các bác nhé. Em sẽ nêu rõ con này đấy ạ. Đây là cái dây cắm nguồn. Con này là Bo Modem TA55, sử dụng điện áp 100V, tần số 50-60Hz và công suất tiêu thụ điện là 48W, và được lắp ráp tại Nhật Bản đấy các bác nhé. Lắp ráp tại Nhật Bản. Con này có speaker setting là các bác có thể cài để đặt loa, có thể chơi với hai con loa 6 ohm hoặc kéo sang phía bên này là chơi bốn con thì ở chế độ 3 ohm nha các bác nhé. Hai con loa thì ở chế độ 6 ohm, bốn con thì ở chế độ 3 ohm. Các bác gạt sang phía bên này, các bác đấu nét roi vào đây. Đây là hai cổng ra loa, là bên trái, bên phải và bên trái. Đây, có thể các bác ghép 6 ohm hoặc 3 ohm các bác nhé. Đấy. Và đây là cái EQ switch. Cái này có thể chơi với một dòng loa khác này. Và các bác gạt sang phía này, bên này có thể chơi với các dòng 1XX, nghĩa là 101, 101, 121, 171, 151 và dòng 33W. 33W thì ở trên đây thì em có một con 33W đấy ạ. Trên kênh em, các bác có theo dõi thì các bác cũng biết đây. Cái con ở giữa đây nhá, là con 33W nha các bác nhé. Ghép với con này là rất phù hợp luôn ạ. Đấy, thì em xin phép quay tiếp. Ở đây sẽ có hai cái cổng của nhạc vào, là cổng 1 và cổng 2. Còn cái cổng TV này thì ở Việt Nam gần như bây giờ không dùng nữa nha các bác nhé. Ở Việt Nam không dùng nữa nên là em cũng không test cổng này. Em có test hai cổng nhạc 1-2 này. Con này số series là 012 nha các bác nhé. Em đọc ba cái số cuối đấy ạ. Đấy, 012. Thì thực tế về con này cũng có phía sau có như vậy thôi. Các bác ghép với lại bốn con loa 101 thì các bác gạt sang phía bên này, bốn con loa đánh chế độ 3 ohm. Đấy, các bác ở đây các bác ghép hai con này. Đây các bác ghép hai con này, ghép song song với nhau đấy. Thì nó sẽ ra là 3, mỗi vế 3 ohm. Các bác đánh được bốn con. Còn các bác đánh hai con, các bác gạt sang đây. Các bác ghép ở đây một con và ghép ở này một con. Đấy, các bác ghép như vậy là sẽ đánh được. Đấy, thực tế thì nó có như thế. Thì em xin phép kết thúc cái video tại đây. Ở đây em sẽ quay cái điều khiển của nó. Đây là cái điều khiển của nó các bác nhé. Ở trên điều khiển của nó thì sẽ có nút nguồn này, tắt tiếng này, chuyển đầu vào 1-2, cho tăng tiếng và cho giảm tiếng. Còn cái phím bên dưới này thì nó dùng cho cái TV các bác kết nối cái phía sau đấy. Nhưng mà bây giờ gần như là không dùng được cái này nữa rồi, chỉ có dùng 6 cái phím cơ bản này thôi.
Em xin phép kết thúc cái video tại đây. Thì các bác đón chờ cái video sau, em sẽ ghép cái con này với cái con 101 để ra cái chất âm của nó. Em xin chào, cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Bạn nào có nhu cầu thì xin mời các bác liên hệ với em qua số điện thoại 0916 507 222. Em ở khu đô thị Thanh Hà, phường Kiên Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Em xin chào, cảm ơn tất cả các bác.